Chiều 20 tháng 7 năm 2018, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội cho Phó giáo sư tiến sĩ Phan Mạnh Hưởng, giảng viên trường Đại học Nam Florida, Hoa Kỳ, trưởng ban biên tạp chuyên san vật liệu và linh kiện tiên tiến thuộc tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Phó giáo sư tiến sĩ Phan Mạnh Hưởng bày tỏ sự vinh dự và hạnh phúc khi được Đại học Quốc gia Hà Nội trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh cũng tự hào là sinh viên khóa 41 khoa vật lý trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Khi mà công bố cạnh quốc tế thì trường Khoa học Tự nhiên lúc nào cũng là cái đơn vị hàng đầu, bởi vì đó là tập trung tất cả những cái gọi là tinh hoa, các cái nhóm nghiên cứu mạnh, các cái trung tâm nghiên cứu ở đó, và cái sự hợp tác quốc tế rất là mạnh từ các trung tâm nghiên cứu và các cái khoa từ trong trường Khoa học Tự nhiên với trong nước và ngoài nước, thì đã giúp cho cái trường Khoa học Tự nhiên có được một cái số lượng công trình và chất lượng công trình tốt, và lúc nào cũng là dẫn đầu trong cái vấn đề là đưa các cái công trình nghiên cứu của trường Đại học Quốc gia Hà Nội lên tầm cao. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Mạnh Hưởng đã công bố trên 240 bài báo trong các tạp chí uy tín thế giới với chỉ số ảnh hưởng H-Index là 41 và là một trong những nhà khoa học trẻ có chỉ số trích dẫn khoa học cao trong lĩnh vực tự học Google Scholar. Đến bây giờ thì là cái mà thống kê lại thì là cái số lượng bài là bây giờ là cũng rất là nhiều, tức là có thể là đến khoảng đến gần 400 bài đó để lộp vào, nhưng mà cái mà số lượng bài được lựa chọn để cho đăng thì là chỉ khoảng tầm 40-45% thôi. Có nghĩa là cái tỷ lệ mà lựa chọn là rất khắt khe. Và chính cái sự khắt khe đó đã giúp cho chúng ta, cho cái tạp chí của chúng tôi là lựa chọn được những bài tốt nhất và những bài có cái tầm ảnh hưởng nhất. Và đó cũng là một trong những cái yếu tố mà đưa cho cái tạp chí nó phát triển và được mọi người quan tâm. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Mạnh Hưởng hiện là trưởng ban biên tập cho 3 tạp chí quốc tế uy tín và là thành viên phản biện cho trên 100 tạp chí khoa học quốc tế. Năm 2017, vượt qua hàng trăm nhà nghiên cứu khoa học, anh giành giải thưởng nghiên cứu xuất sắc do trường Đại học Nam Florida trao tặng.